Được rồi, Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 2019. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý hàng một bộ bàn ghế bằng gỗ hương đỏ của Lào. Hương đỏ Lào, đây là hàng siêu đỉnh cao. Gỗ hương đỏ Lào rất giá trị. Và bộ sản phẩm trên được Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện trong phần mộc. Đó là bộ bàn ghế Minh Quốc Đào. Minh Quốc Đào cột 12, gồm 6 món, hàng siêu đỉnh cao, siêu VIP. Đấy, bộ này Thành Luân làm theo đơn đặt hàng của anh Thảo, anh ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thảo là một khách hàng, trước đây anh đã đặt rất nhiều các sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân, thì ngày hôm nay tiếp tục là bộ sản phẩm Minh Quốc Đào Chim cột 12 gồm 6 món, hàng siêu VIP luôn, bằng gỗ hương đỏ của Lào, chọn gỗ rất đều màu. Riêng gỗ hương đỏ của Lào, cái phần gỗ để chọn màu cho nó đều thì cực kỳ là hiếm có, khó tìm. Và hương đỏ của Lào thì ngày một hiếm có, khó tìm. Và nó rất đắt, giá trị của nó là rất giá trị luôn. Gỗ hương đỏ Lào rất giá trị. Đó, đây là bộ này chúng tôi là vẫn còn để phần thô, vẫn là mộc, nguyên mộc. Chúng tôi là giới thiệu qua một chút để cho anh Thảo thấy được cái bộ sản phẩm của anh đã đặt hàng đối với Thành Luân. Sau đó Thành Luân sẽ đi vào hoàn thiện. Hoàn thiện xong Thành Luân sẽ giới thiệu với toàn thể quý khách hàng là một clip khi chúng tôi hoàn thiện từ A đến Z. Toàn bộ vách tựa đục tay, đục thủ công bằng tay. Nó rất đẹp và rất đỉnh cao. Phần trường này, vân gỗ cũng rất đẹp luôn. Toàn bộ vách được đục chạm thủ công bằng tay hết. Và ván mặt này chúng tôi là dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Hàng siêu VIP luôn, gỗ hương đỏ Lào rất giá trị và rất đẳng cấp. Và theo yêu cầu của anh Thảo thì chúng tôi làm theo đúng kiểu dáng của anh, đúng cái mẫu mã mà anh yêu cầu. Nó rất đẹp luôn. Đào chim gỗ tuyệt đỉnh luôn. Cái chân ghế này chúng tôi làm theo yêu cầu của anh, anh muốn làm chân mẫu này, luôn làm theo yêu cầu. Và cái mặt bàn anh Thảo yêu cầu Thành Luân là đục tích tứ linh, long linh quy phượng, tôi cũng đục tứ linh. Nó rất đẹp. Ván mặt là ván mặt liền luôn. Mẫu gỗ hương đỏ Lào nó rất đắt, rất chịu đắt, rất giá trị. Khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các bộ sản phẩm bằng gỗ hương đỏ của Lào vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Và quý khách đừng quên đăng ký kênh của Thành Luân để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm tôi cập nhật hàng ngày. Vâng, thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.